xem cây của anh chưa cái. Ủa, này có con này ghê nhỉ, già ghê nhỉ, si Nhật à, si Đài Loan à, già ghê nhỉ. Con này gớm quá anh ạ. Con này là bao nhiêu tiền đấy, ra chợ bao nhiêu tiền đấy? Con này 45. 45 à? 45 triệu. Đấy, PC này, xung danh kế gần dành. Thông đen Nhật hôm trước bảo là 8 đồng gì đấy đây. Đấy. Đấy. Rồi. Ngồi đây đã lên đi nó đâu. Cái kia xíu như của Trung hôm qua mà nó cho vào cái bé tí không biết ở đâu nó bán rồi. À, cây thị á. Mỗi con cây thị á. Cây gì là tí nữa nó cho vào. À đây kia kìa. Cửa hàng kìa. Cái cây mà có hai mấy cái quả nhìn hay đúng không? Nhỏ nhỏ. Vâng, đằng kia. Đằng cửa hàng đằng kia. À đây, từ đây đi. Ui, đại này, làm quả đại này. Đây, đây con tay chuột ôm đá này hay, cái này tay chuột ôm đá này hay đấy. Con lục vừng cái là ba tiền anh chưa nhỉ? Lục vừng mà chưa rồi, con này này. Đấy con đấy bảo bao tiền này? Chưa. Đấy, có khi lấy con này hay hơn. Đó. Để chơi hay, vừa bảo 1,5 triệu. Xem cái xì này cái, 45 triệu này cả. 45 triệu. Đây làm cái chậu nước đẹp đẹp, thả bõm vào. Hay nhỉ, mùa này mà có nhiều hoa này, mùa này hết hoa rồi chứ nhỉ. Thế hay. Con này chỉnh vụ nó nhỏ lại thôi. Vâng. Và cái mùa này là nghĩa lục vừng thường là hết hoa rồi đấy. Không, bây giờ mới đã hoa chứ. À thế à? Bây giờ là hoa, quá nhiều. Chỉnh mà bây giờ chỉnh cắt lại thì nó lại không ra hoa được. Không, con này thì chắc là rất nhiều hoa. Không phải cái lục vừng nhỉ? Vâng. Cái này chỉnh hôm nay luôn. Lục vừng này nó mới nghỉ. Vâng, đặt đây. Đây, 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 đây. Xong rồi thái bình đấy. Lá tròn, riêng hoa. VC 45 đồng. Đấy, dành dành nhật. Xem con này này, có chân chiếc hay không? Chân đang phải nuôi. Kể cả của mình hôm nay toàn nhìn ngoắn. Đấy. Tí nữa nếu ấy, múc con đấy. 1,200 đấy. 1,200. Đấy, được đấy. Để bàn lấy nước hay thay nước sạch sạch đi, bỏ cái này đi, cắt hẳn một cái mặt con đi, làm cái ngắn tí này, nó không có chân đấy, xả nước là có chân rồi. Nhưng kia thì thích thật nhưng mà cũng thích thôi chứ không có gì đặc biệt. Đây coi xanh nhá. Này toàn hàng mini và này thì đang rất ổn, hoa hay nhất là hoa đấy. Mấy ông cái này làm cái thủy tồn, có cái không có lỗ đặt nó vào đấy luôn, là giải quyết luôn cho nó không có bài sớm. Cái để hàng tháng
chưa rồi. Đồng hai để em chơi. Đấy, thích cây nhỏ nhỏ đấy. Đây là đại đỏ hay là đại đỏ không anh? Có đại đỏ. Đại đỏ. Đấy, bây giờ trung tâm của chợ. Không, con xanh già này. Đâu? Bên kia con già dã man, ở trên giá bên trong thì còn là già. Khủng khiếp. Cùng của một cái ông vừa rồi này. À đây. Giá nổi mụn. Đây con này. Ừ. Đây được. Hôm nay con này hay đấy, không đơn giản. Không có để dao vào dao nữa. Xanh hết cả da rồi. Tại nó lại dùng mấy cái hoa. Đấy. Có bắt mắt đấy. Cái này là bao nhiêu anh Trương nhỉ? Cái này 7 triệu rưỡi. Đấy. 7 đồng rưỡi. Đoạn này mình không biết. Đoạn dưới này nhìn gần về sau là chân. Cơ bản là anh người đang trực. Đấy. Càng bé càng nhiều tiền. Không bán một cây 26 phân, 26 triệu mà vẫn chưa xong rồi. Không ăn là con này. Thế hôm qua em giao con em 20 triệu mà nó cứ nhảy vào hỏi. Em cái cổ này em lại không khoái cái chỗ cổ rồi, còn từ đây lên trên này thì mình lại thấy khoái. Một cây não mai là còn có tử nữa, não mai sinh cái tử thế này. Phong cách chỉ thích trực. Còn khác nữa. Phong cách này thích trực đấy. Đây này, cái này sau giật phát lửa rồi. Em mình thì sợ không có mắt nên khi mình em thì mắt đây rồi này, nến đây mới đẹp này. Em thì dáng này em lại khoái. Cái này là não mai sinh cái tử. Em này đã lùn đến mức độ hết cỡ, con làm xong có 15 phân. Em thì dáng này em lại khoái. Không thể khác được đâu, không làm khác được đâu. Ở cái phần này nhá, cái phần này nó nhanh đẩy, cái tay mổ nó đẹp như này rồi, không bị lỗi một điểm nào. Đấy, phần này là bỏ này, lấy một cái này thôi. Lấy có 3 bông, nó làm đúng 3 bông. Trên này làm 3 nhưng mà có thể 5 nhưng mà hóa nhìn chỉ có 3 thôi. Thế con xanh già kia bao nhiêu anh? Cái nào em? Con vừa nãy anh giờ. Vừa cầm con đấy là 2 triệu rưỡi. Thế con này có xong không? Hay là cứ để đấy? Hả? Con này có xong không? Như em vừa bảo ấy. Ừ, được rồi, để cho em chơi. Các cụ cứ xem, nếu mà hơn thì lại cho bay. Cơ sở bán mũ, quần áo, hay nhỉ? Đấy đấy, di động ạ. Đầy đủ quân đội an ninh là có hết. Đấy, xong cái kia rồi. Cái này làm lại làm quà cho. Cái này thì để theo nước luôn. Cái này xanh quê. Dạ bằng xanh quê ạ. Cái này 3 tiền. Các cụ đừng sử dụng hết hoa. Xem thôi. Cắt đến độ dẻo như là nó muốn còn đất. Đúng như thế, cắt chạy chuyển chuyển lan. Thế gần. Đấy. Nghiên cứu cái đấy, ủa đồng thế, hôm nay là Bắc Trường ở đồng thế. Từ trên xuống em. Cơ bản là anh không xích cái dáng lão nữa thế. Chuẩn. Hả? Lão đẹp này. Cái gì? Cây là một kiểu dáng. Cái này bao nhiêu này? 7 triệu. Có tiền hay đấy. Hoa em đưa con em lên 20 triệu mà nhiều người không thích. Mà còn bé nữa. Không, cũng cao hơn thế này tí. Hôm bán con 26 triệu đó. 26 phần. Có khi đọc nhiều người, nhiều người, nhiều cụ, các cụ nhiều khi cho ông lấy nhưng mà nhiều người sẵn sàng trả nhiều chục triệu.
không làm ba bông nữa mà đang tính làm láo hai rồi. Láo luôn. Láo luôn chứ không làm ba bông nữa. Cụ đấy rất là đang rất hot. Đó. Nhìn các bác cứ ngắm cái phong cách này đi. Cảm giác nó đấy. Xong. Xong đi. Cứ để đây đúng không? Nói chung là cũng ít có đúng không? Đâu nói thẳng chinh phục những con này ra để chỉ có không thể mua được gì chỉ. Đây là cây thông đúng rồi, thông đen của Nhật đấy. Mạnh đây con si này 45 đồng. Đấy đen Nhật Bản đấy. Đấy. Sung này, tất cả đều rất là mini. À Trung Quốc à? Chà đấy mẹ mua cây khắp nơi. Xong nó bán luôn lên Tuyên Quang luôn. Mẹ ơi bán hết thật. Thế là cha Tuyên Quang này mua cây nhưng mà cứ phải thuê xe ôm chở chứ không chở ô tô, không chuyển ô tô. Cứ thuê một cái xe ôm chở từ Thái Bình. Rất là hoài hoàng trong quân đội. Gì đấy, cũng có cái gì riêng. Có cái đấy, một cây đấy, một cái si. Thì đời đông à. Cái vườn cũng không rẻ tiền đâu, còn xất chỉ 20 triệu. Nó là một cái đoạn cành cắt, đoạn cắt phát già thì nó phải tính rằng 100 tuổi thôi. Con này cũng rất là hay già này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.